Ok, xin chào toàn thể tất cả các anh em đam mê chơi BCB Condo Epic Benjamin truyền thống nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác về cái mẫu van cricket và mẫu van cricket hộp mở nhé, được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Vì sao? Vì con này là dùng nó bền bỉ theo thời gian nhá, hồi hơi hồi áp cực kỳ là nhanh đấy, giá cả thì còn hợp lý đấy. Trong video này em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai cho anh em nhé. Đặc biệt là anh em nào mua một van sẽ được tặng theo một cái đồng hồ hơi hoặc một đồng hồ áp như này thôi nhé. Đấy, cái đồng hồ này thì em đang bán lẻ giá thị trường nhé, 120.000 đấy, hôm nay chỉ có tặng cho các bác thôi nhé. Các bác nào mua van sẽ được tặng một cái đồng hồ trị giá 120.000 các bác nhé. Đấy, giá rất chi là rẻ nhé. Đây, trước mắt các bác đang theo dõi nhé, trên tay em đang cầm là con van cricket hộp mở các bác nhé. Đấy, đây khi các bác mua hàng nhé, con van cricket hộp mở nó sẽ ở trong hộp như thế này nhé, vẫn còn nguyên siêu cho các bác và anh em luôn nhé. Đấy, đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Đấy, các bác gửi hàng đến các bác xem nhé, vẫn còn siêu nguyên đai nguyên kiện, chưa bóc tách xem chưa rạch rứt gì các bác nhé. Đấy, đấy là một cái van cricket hộp mở nhé. Cái mẫu này đây, trên tay em đang cầm van cricket hộp mở nhé. Cái này là có 3 lỗ xả các bác nhé anh em nhé, con này là có 3 lỗ xả, hồi hơi hồi áp cực kỳ là nhanh, giá cả thì khá rất phải chăng nhé và hợp lý đấy. Con này đồng hồ sẽ là đồng hồ màu xám nhé, sơn a đồng hồ màu xám, thân van sẽ là sơn anod các bác nhé, sơn anod. Đây cái van, các bác phân biệt van cricket hộp rút và hộp mở nhé. Cái van hộp mở thì nó sẽ có chữ os nhé, nobeka 5657 đấy, và cái chữ cricket này các bác nhìn có xa nhé. Đặc điểm nhận dạng thứ hai là cái ở van xả này các bác nhé. Đấy, cái van hộp mở thì nó có 3 lỗ xả, van hộp rút có 4 lỗ xả đấy. Con này giá thì rất là rẻ nhé, giá rẻ tụt quần cho anh em. Con này giá là 900.000 nhé, van cricket hộp mở giá 900.000 đấy. Các bác nào mua thì nhanh tay gọi điện đến 3 đầu số của shop để mua về cho mình một chiếc van và nhận theo một cái chiếc đồng hồ khuyến mại trị giá 120.000 đấy. Đồng hồ thì sẽ có hai đồng hồ các bác nhé, một đồng hồ hơi và một đồng hồ áp. Hai cái đồng hồ này các bác chỉ được nhận một cái nhé. Đấy, các bác lấy hơi thì thôi áp, mà lấy áp thì thôi hơi nhé. Cái này chia đều ra mỗi người một cái, nếu mà cho bác nhiều bác ít ý, thì kiểu như là người có người không thì nó không công bằng lắm đúng không, em cứ cho mỗi người một cái thế là đều đúng không. Đấy, cho các bác nào lấy hai cái thì ví dụ các bác muốn hai cái, cho các bác hai cái thì người sau lại không có, thôi thì mỗi người một cái đều, ai cũng có phần nhé. Đấy, con này giá 900.000 cricket hộp mở nhá, hồi hơi hồi áp cực kỳ là nhanh, các bác dùng bền bỉ theo thời gian nhé. Có bác chơi 3-4 năm bảo anh dùng vẫn rất chi là ok đấy. Đây, tiện đây em giới thiệu luôn cho bác cái bình nhôm đít tròn nhé. Bình nhôm đít tròn con này giá rất chi là rẻ nhé. Con này bình nhôm đít tròn thì bán cho bác giá hạt rẻ nhé, 850.000 nhé, 850.000 đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho các bác đấy. Các bác nào lấy một van một bình nhôm tặng cho các bác hai đồng hồ, đấy là đặc quyền khi các bác mua hai món một lúc nhé. Đấy, chơi lớn cho anh em chơi tất tay luôn nhé. Cái bình hơi này giá 800 nhé, van cricket hộp mở giá là 900 nhé, cái này 850.000 này, cái này 900, em nhầm các bác thông cảm nhé. Con bình hơi này là 850 này, cái van cricket này là giá 900 nhé. Đấy, các bác mua hàng được quyền kiểm tra hàng, tiếp hàng trước khi nhận nhé. Bên em sẽ ship cút COD đồng kiểm nhé, 63 tỉnh thành mọi miền tổ quốc, hoặc các bác thích gửi xe em gửi xe cho các bác. Đấy, khách hàng là thượng đế mà, các bác muốn nhận theo hình thức nào em sẽ gửi theo hình thức đấy cho các bác. Nghĩa là đến nơi các bác xem đúng hàng đúng chất lượng các bác nhận hàng trả tiền cho em nhé. Hàng không đúng như mô tả không đúng chất lượng các bác quản thẳng về nhà cho em nhé, ok chưa. Giờ em báo giá lại nhé, bác nào muốn mua van, van này cricket hộp mở là 900 nhá, tặng cho bác một đồng hồ hơi hoặc một đồng hồ áp. Van cầm cái bình nhôm đít tròn nhá, bình nhôm đít tròn bán cho bác 850 nhá, các bác chỉ còn bỏ ra 8,5 đồng sở hữu ngay một cái con bình hơi đít tròn. Cái độ cái này dùng cực kỳ là bền bỉ các bác nhé, an toàn đấy. Thì, một cái video rất chi là ngắn thôi, em giới thiệu qua về hai mẫu sản phẩm này nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.